Kính chào quý vị khán giả. Một tuần mới đã trôi qua, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Điểm hẹn Nam Châu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổ bếp chùa Nhân Hòa trợ giúp người Việt Nam từ Ukraine sang Ba Lan lánh nạn. Lớp học kết nối âm nhạc toàn cầu, sợi dây kết nối với Việt Nam của những người con xa xứ. Việt Nam đã có một khởi đầu thuận lợi cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 khi thắng thuyết phục Indonesia với tỷ số 3-0 môn bóng đá nam vào ngày 6 tháng 5. Đây là một trận đấu quan trọng ở bảng A vì hai đội đều được đánh giá cao. Đội tuyển Việt Nam lấn lướt ngay từ đầu với nhiều cơ hội được tạo ra. Và trong hiệp 2, đội tuyển Việt Nam liên tục tấn công và ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt. Không chỉ ở trong nước, tinh thần rực lửa, hết mình vì thể thao còn đang bùng cháy tại các đại hội thể thao diễn ra ở nhiều cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Nổi bật trong đó là Đại hội Thể thao sinh viên tại Moscow, Liên bang Nga ghi nhận con số kỷ lục 26 đoàn thể thao với hơn 500 sinh viên, vận động viên đến từ các liên chi đoàn đại học ở Moscow và các thành phố lân cận. Sau khi mà các hạn chế đã được dỡ bỏ thì ban cán sự đoàn quyết tâm tổ chức đại hội thể thao, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các bạn đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, giải bóng đá giao lưu Nhật Việt Ensu Fukuroi không chỉ góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại đây mà còn tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước. Mục đích của chúng tôi là xây dựng sân chơi để cộng đồng người Việt tại Shizuoka có sân chơi lành mạnh, giao lưu, học hỏi và thỏa sức đam mê với bóng đá. Cái giải đấu này nó mang lại cho chúng em những cái giờ phút thư giãn sau một tuần làm việc khá là căng thẳng, và nó cũng đem lại cho chúng em được các cái mối liên kết trong cuộc sống, như có thể học hỏi, giúp nhau rất nhiều trong công việc. Thưa quý vị, cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine hiện nay đã và đang gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam tại đây. Đã có khoảng hơn 1.000 người Việt Nam từ Ukraine đã phải sang Ba Lan để lánh nạn tại chùa Nhân Hòa. Tuy nhiên, họ không bị bỏ lại một mình. Đồng bào ta tại Ba Lan đã sẵn sàng tạm gác lại những công việc cá nhân, hết mình giúp đỡ những người đồng hương trong cơn hoạn nạn với tổ bếp chùa Nhân Hòa. Em vào chùa Nhân Hòa được từ hôm 11 tháng 3. Với các anh chị em ở thiện nguyện đến là giúp bà con là nấu ăn đầy đủ lắm, bếp không thiếu một cái gì ạ. Nhìn chung là từ gạo, nước, cơm, đường, sữa, còn em được các bác quan tâm rất là đầy đủ. Xin cảm ơn tất cả các chị em trong tổ bếp của chùa Nhân Hòa trong thời gian dài vừa qua đã tận tình phục vụ, hỗ trợ những vật dụng thiết yếu để cho bà con ở U có cái cuộc sống, có cái bữa ăn hàng ngày được đầy đủ. Người yêu dấu ơi, mây ơi mây hỡi, da 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 da. Thử xem nào, còn nhớ bài không? Tình như bóng mây, ngàn năm vẫn bay. Mây ơi mây hỡi, lặng lẽ đi qua. Đấy nha chị ơi, em bảo này, cái người Việt mình hoặc là người châu Á thì có một cái điểm là mọi người rất là khiêm nhường. Khiêm nhường một cách quá mức, vì thế cho nên Tiền hay nói đùa rằng là gì ạ? Cái trên khuôn mặt treo cờ rủ. Thế thì bây giờ mình ngay lập tức mình thay đổi. Mình treo cái gò má của mình lên, treo cái gò má của mình lên và phát âm nhẹ nhàng, bật chữ ra. Đấy, hạ giọng xuống, nói nhẹ. Nói nhẹ đồng nghĩa với việc là gì ạ? Khi hát cũng nhẹ. Rất vui và tràn đầy năng lượng phải không quý vị? Tôi đây thì cũng rất muốn tham gia những buổi sinh hoạt học hát hết mình như vậy. Tuy nhiên thì lớp học mà chúng tôi muốn nói tới ngay sau đây lại có một điều đặc biệt. Rất nhiều học viên tại đây lại là những người Việt ở nước ngoài, những người con xa xứ tìm lại sợi dây kết nối với quê hương qua chính tiếng hát bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, tiếng Việt. Trong tiểu mục sinh hoạt cộng đồng của tuần này, hãy cùng đến với lớp học kết nối âm nhạc toàn cầu của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến, một con người cũng rất hết mình trong công cuộc kết nối tình yêu âm nhạc của người Việt trên toàn cầu. Đầy trong môi mắt đặt sâu để ai lần đứng như đang ngỡ ngàng. Mình nghĩ rằng là mình giống như là bác sĩ sửa chữa âm thanh,
mình từ 6 giờ sáng ngày hôm nay đến 2-3 giờ sáng ngày hôm sau là chỉ có dạy hát, luyện nói tiếng Việt và nghiên cứu cái chuyển động hàm, chuyển động của lưỡi, chuyển động của cơ mặt và cái ngôn ngữ của cơ thể ảnh hưởng như thế nào đến tiếng nói, đặc biệt là ngôn ngữ tiếng Việt. Mình có cái cách hướng dẫn họ phát âm để họ thấy rằng là tiếng Việt rất hay và hát tiếng Việt không khó. Đó có lẽ là lý do mà lớp học của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến lại có rất nhiều người Việt tham gia, đặc biệt là người Việt tại nước ngoài, những người luôn có mong muốn được lắng nghe và gần gũi với tiếng mẹ đẻ nhất. Thành lập từ năm 2020 với hình thức dạy học online, đến nay, lớp luyện hát và nói trực tuyến kết nối người Việt toàn cầu của cô Kim Tiến đã thu hút được khoảng 300 học viên đến từ 15 quốc gia khác nhau. Phải nói là rất là vui, rất là thú vị khi mà được cất lên những cái lời ca tiếng hát của mình bằng tiếng Việt, bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Trong những cuộc thi, mặc dù có rất nhiều những cái người Đức, Lan đang sinh sống tại Đức, thì người Đức cũng nghe, người ta chỉ nghe được bằng cái giai điệu thôi, nhưng người ta cũng cảm nhận được cái giai điệu đấy nó hay, nó ý nghĩa đến như thế nào. Đại dịch xảy ra và toàn bộ châu Âu là bị lockdown trong vòng 6-7 tháng. Những người bà con của chúng ta ở nước ngoài, họ làm gì trong bốn bức tường đấy? Công việc kinh doanh thì không thể, đi đâu đó cũng không. Trẻ con không được đến trường, người lớn không được đi làm. Họ dấy lên một cái phong trào ca hát. Và người nọ mách người kia, không ai muốn là mình hát dở cả. Và bây giờ thì trong cái ngôi nhà luyện giọng online của Tiến thì đa số là chưa hề gặp nhau. Ví dụ như là buổi sáng nay, một số bạn đến từ Đông Đức, rồi một số bạn từ Tây Đức và một số bạn thì từ Ba Lan. Họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà gặp nhau một cái thì rất là thân thiết. Bởi vì sao? Đã 2 năm rồi là gặp nhau ở trong lớp rồi. Thì đấy là cái giá trị cốt lõi của cái việc là thành lập ra chương trình luyện giọng online cùng Kim Tiến. Sự tận tâm và lòng nhiệt thành của cô giáo dành cho chương trình luyện giọng online cũng không phải vô ích, khi có rất nhiều các học viên từ nước ngoài về Việt Nam thăm gia đình và cũng thăm cô cũng như gặp nhau trực tiếp lần đầu trong một không gian tụ họp tràn đầy âm nhạc. Cứ mỗi lần là đăng ký bài hát thì là cả nhà học hát cái bài đấy. Như ngày hội trong một gia đình đấy là cứ tưng bừng hát đúng một cái bài đấy để đến giờ lên sóng. Và đúng giờ là bọn vui lắm, thế là vượt qua, mình phải nói rằng là vượt qua Covid một cách gọi là nhiều được nhiều hơn mất. Đúng rồi. Mà mình cảm được thấy là không bị mắt. Không tức là bị không bị xa lánh cộng đồng trong thời gian mà ở được trong nhà đúng, trong đúng, thời gian đúng, phải ở trong nhà thì mà có thêm ấy. Đúng rồi, mà có thêm mà cảm thấy là nó chặt chẽ hơn. Càng học thì lại càng thấy mình lại quen biết thêm rất nhiều bạn, thế có thể nói là bây giờ mình giàu có lên rất nhiều bởi vì là mình quen các bạn khắp thế giới, Đức này, Tiệp này, rồi Canada này, Mỹ vân vân, coi như là hàng ngày được gặp các bạn. Nhưng mà chỉ gặp qua Facebook thôi. Và đến bây giờ mới là lần đầu tiên gặp các bạn. Nhưng mà thật sự ra là như đã thân thiết từ lâu lắm rồi. Càng ngày mình càng thấy rằng nó rất ý nghĩa. Bởi vì là nó kết nối cộng đồng. Và gìn giữ được cái sự đẹp đẽ của tiếng Việt. Hát tiếng Việt hay. Nói tiếng Việt hay. Và nó lan tỏa đến cả cái thế hệ thứ hai. Ví dụ như là ở tại Hà Lan ấy thì có một gia đình là con Lai. Nói về các bạn ấy là học tiếng Việt thì rất là khó khăn. Nhưng mà khi nghe thấy mẹ học hát thì bạn ấy nghe quen. Cuối cùng là bạn ấy hát, bạn Tây, bạn ấy tự nguyện. Bạn ấy tập cái bài Chờ Người Nơi Ấy rất là hay. Đấy là một cái công việc mà mình rất là say mê. Mình cảm ơn số phận là cho mình một cái công việc để cho mình miệt mài mà mình dồn hết tâm huyết, năng lượng của mình thì mình thấy rất là hạnh phúc. Cha tôi thường kể lại thấy những chuyện đêm khuya. Hy vọng rằng với những câu chuyện về sự hết mình trong mọi hoàn cảnh của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đã đem đến cho các bạn những cảm hứng mới và một nguồn năng lượng tích cực để chính các bạn có thể hết mình cho một tuần sắp tới. Đến đây thì chuyên mục Điểm hẹn Năm Châu tuần này xin được khép lại. Chúng tôi rất mong muốn có thể tiếp tục nhận được những câu chuyện, những hình ảnh từ quý vị gửi về cho chương trình. Quý vị có thể chia sẻ về những điều gần gũi trong cuộc sống thường ngày, nơi đất khách quê người, hoặc là những tâm tư, tình cảm, những suy nghĩ, những trăn trở khi sinh sống và học tập, làm việc ở nước ngoài về địa chỉ email tsvtv4a@gmail.com.
Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và đừng quên các khung giờ phát sóng của Điểm Hẹn Nam Châu hàng tuần. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.